Tướng khác của Pháp Vô vi là có thể đắc không? Thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn không đắc, tất cả tướng khác ở trong không tánh đều bất khả đắc. Phật dạy, này thiện hiện do vậy nên biết Pháp tánh bình đẳng chẳng phải làm phà phẩm phu.